ได้หรอกเจ้าเก๋มีข้างจะทำอะไรก็ได้เจ้าเจ้ามีข้างทำอะไรก็ลำบากเนาะเจ้าขออนุญาตของเจ้าที่ลาเสบอจ้วงก่อนนะเจ้ากำเต็งก็ที่ดูน่าอยู่
rồi ông hát cái nào thì vương rồi với do câu lạc bộ sáng tham buổi diễn xin đề nghị các vị đại biểu và chúng ta cùng thưởng thức và xin một tràng vỗ tay thật lớn để cổ vũ cho các nghệ sĩ của chúng ta hôm nay. Thứ hai là bài múa Đẹp Sao Hòa Bình ơi do câu lạc bộ xã Tân Lộc trình bày. Lần này là lần chính thức đấy, xin mời các vị đại biểu trong tràng vỗ tay nào. 1, 2
Do các câu lạc bộ, do câu lạc bộ Khám Thang biểu diễn. Chưa chưa, lưng bó có khi chọn nên là cân sân khấu với cân sân khấu đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
văn hoa cái nôi chiêng hồng gái hương duyên dáng má hồng mỗi lần đón cánh chiêng Thank you.